Hey, xin chào tất cả các bạn mình là phố đức như vậy là chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ bước sang một năm mới năm tân sửu và chắc hẳn bây giờ thì không khí tết đã rộn rã và nhộn nhịp trên khắp cả miền đất nước song song với không khí đó thì thị trường beno việt nam cuối năm cũng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết với hàng loạt tác giả tung ra sản phẩm vào việc cuối năm điều này khiến cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn nhưng mà bên cạnh đó chúng ta lại đắn đo suy nghĩ làm sao để lựa chọn cho mình được một panel phù hợp Tích hợp nhiều tính năng hữu ích cũng như là giúp ích hơn cho công việc của các bạn và đẩy nhanh cái hiệu sức làm việc Nhưng một điều quan trọng hơn nữa đó là giá thành phải phù hợp với thời đại kinh tế Covid ngày nay Và nếu mà các bạn đang băn khoăn điều đó thì Đức xin mời các bạn hãy xem hết video này ha Đức tin rằng panel mà Đức sẽ giới thiệu sau đây sẽ đáp ứng đủ các nhu cầu của các bạn Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào Hi, xin chào tất cả các bạn Panel mà Đức muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay có tên gọi là Retest VR Hay còn gọi là việc Retest đó các bạn Thì panel này được lập trình bởi tác giả đó là anh Chí Nguyễn Và hiện tại panel này được phân phối trên website là đồ họa đỉnh cao Nhắc đến đây thì chắc hẳn nhiều bạn còn nhớ đến panel bò trai beauty ha Một panel rất là mạnh để Đức mở lại panel này cho các bạn xem ha nếu như panel Bò trai BTX lần trước chỉ tập trung vào mảng retouch và xử lý hình ảnh thì có thể nói phiên bản retouch VR lần này là một cái bản nâng cấp cực kỳ cực kỳ xịn sò của cái phiên bản trước và nó tích hợp rất là nhiều những cái tính năng mới trong này ha như các bạn đã thấy trên màn hình thì panel retouch VR nó có tổng cộng là 3 tab chính ha cái tab đầu tiên vẫn là cái tab chuyên về xử lý hình ảnh về retouch thì so với các bạn lần trước các bạn thấy với cái phiên bản lần này á nó bổ sung rất là nhiều những cái công cụ hỗ ích cũng như là những cái tính năng mới cho các bạn trong việc mà các bạn retest cũng như là xử lý hình ảnh ha rồi cái tab thứ hai thì nó bổ sung thêm những cái chức năng làm mịn da nhiều cái cấp độ cho các bạn ha cũng như là cái việc xử lý da chuyên nghiệp hơn cái tab thứ ba mình đánh giá rất là cao tại vì trong tab này nó tích hợp cho các bạn một cái core reset để các bạn lên màu cực kỳ nhanh chóng luôn ngoài ra thì nó còn tích hợp một cái kho data dữ liệu về typography nè rồi một cái điểm mới nữa đó là cái hiệu ứng bo viền ảnh ha và mình thấy những cái hiệu ứng bo viền ảnh nó cực kỳ đẹp luôn ha nếu mà ở đây các bạn làm thủ công á các bạn phải mất rất là nhiều thời gian ha ngoài ra thì nó còn tích hợp thêm lên mắt ha thì với cái kho lên mắt này thì các bạn có thể thay đổi cái phong cách của bạn ha à, giúp cho các bạn có được một cái đôi mắt đẹp hơn nè cuốn hút hơn và hợp thời trang hơn nữa ha không dừng lại ở đó nó còn tích hợp với các bạn một cái kho hiệu ứng vô cùng là tiện lợi ha ở đây thì nó có là bokeh nè ha khi mà các bạn chụp những cái ánh sáng về đêm á hoặc là những cái phản chiếu của ánh sáng á thì các bạn có thể giả lập những cái bokeh này ha rồi những cái hiệu ứng hoa rơi nè Cánh hoa rơi Rồi tuyết nè ha Rồi mây Rồi về ánh sáng ha Những cái ray sáng của mặt trời á Rồi hoặc là những cái phản chiếu của cái cửa sổ Cái shadow bóng đổ của cửa sổ đó các bạn Đó nó cũng tích hợp vào đây Thì mình thấy rất là tiện lợi ha thì trong ba cái tab này á thì mình đánh giá rất là cao ở cái tab đầu tiên ha tại vì á những cái công cụ xử lý hình ảnh trong này á nó rất là chuyên nghiệp và nó tiện ích hơn cho công việc của các bạn ha tại vì á nếu mà các bạn bỏ cái công sức ra các bạn làm thủ công á, các bạn retest từng tấm á một tấm hai tấm á thì không sao ha còn nếu mà các bạn làm trong studio ngày mà các bạn retest cả bộ ảnh á thì các bạn không thể nào mà các bạn không nhờ đến sự trợ giúp của panel được ha và những cái tính năng trong này á nó giúp ích rất là nhiều cho công việc của các bạn ha như vậy là chúng ta vừa điểm qua sơ lược về panel retest vr ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm panel này. Ở đây mà nếu mà Đức giới thiệu toàn bộ những cái tính năng trong panel này đến các bạn. Thì có thể là video này rất là dài. Nên dự kiến là Đức sẽ chia video này ra làm 3 phần. Phần thứ nhất thì Đức sẽ tập trung Đức nói về những cái tính năng ưu việt và nổi bật nhất trong cái panel retest vr này ha. Còn cái phần thứ hai và phần thứ ba thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những cái tính năng hữu ích trong video này. Và cái phần thứ nhất này thì Đức dự kiến là Đức sẽ up trước Tết Nguyên Đáng. Còn cái phần thứ hai và phần thứ ba thì có thể là Đức up sau Tết Nguyên Đáng như các bạn. Tại vì cũng cận Tết quá rồi. Hôm nay á, hiện tại Đức quay cái video này á, là cũng ngày 25 Tết rồi đó các bạn. Và thời gian cũng khá là gấp rút nên có thể là Đức hẹn lại các bạn sau Tết ha. Và không để các bạn chờ lâu hơn nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm Penelope này ha. Rồi, trường hợp đầu tiên, lấy ví dụ như Đức có cái stop là cái hình ảnh của cái cô gái này ha. Thì các bạn thấy cái gương mặt của cô gái này thì cái phiết điểm cũng khá là ít ha. Da thì cũng khá là mịn nè, không có quá nhiều mụn và những cái phiết điểm trên gương mặt. Thì với cái bước đầu tiên khi retest các bạn phải làm sạch da nhưng mà riêng đối với bức ảnh của cô gái này các bạn có thể là bỏ qua bước đó nó cũng không sao ha Nhưng mà ở đây á để kỹ hơn thì các bạn có thể làm sạch da ha Rồi để làm sạch da thì Đức có thể chọn cái công cụ là Boss Hair ha Rồi Đức chấm Đức fix lại những cái khuyết điểm Những cái điểm lớn thôi, còn những cái nhỏ này một lát á, cái panel này nó giúp các bạn xử lý lại cũng rất là đẹp rồi. Không cần phải làm kỹ ha. Rồi đơn giản mình chỉ làm sạch da lại một tí xíu thôi ha. Thì ở đây á, ở cái tab đầu tiên á, nó cung cấp cho các bạn rất là nhiều những cái chế độ làm da nè ha. Da hoàn hảo nè, da siêu mịn, rồi da mềm mại. Ở đây Đức thử chọn cái chế độ đầu tiên luôn, đó là da hoàn hảo ha. Đức lít vào thế đây á, nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo hướng dẫn cho các bạn ha Nó nói nè Thứ nhất là chọn rust màu trắng Hay là để độ mờ Có nghĩa là opacity á, là 85% Giá trị càng lớn ảnh hưởng càng cao Điều chỉnh theo nhu cầu Có nghĩa là mặc định ở đây nó khuyên các bạn là để khoảng 85% Nhưng mà các bạn có thể điều chỉnh lại cái thông số này ha Rồi thứ ba nữa nó nói là nhấn vào continue Để tiếp tục Rồi ở đây panel nó đã xử lý xong ha và nó tạo ra cho các bạn một cái group Trong cái group này nó đã bị S một cái layer mask ngược Thì như các bạn đã biết á, Cái tính chất của layer mask á Cái nào màu trắng á Thì nó thể hiện màu đen thì nó che đi Có nghĩa là cái hiệu ứng da hoàn hảo này nó đang bị che đi Và bây giờ các bạn muốn có được cái hiệu ứng da hoàn hảo này á Thì các bạn sẽ dùng brush màu trắng Và các bạn để cái thông số như lúc nãy nó nói á Và các bạn sẽ tô lên cái layer mask màu đen này ha ở đây á thì Đức đi khá là chậm tại vì Đức muốn hướng dẫn chi tiết cho bạn nào mà chưa biết cách sử dụng luôn Về panel này cũng có thể nắm được ha Còn những bạn nào rồ rồi thì các bạn có thể bỏ qua cái phần này ha Rồi Đức sẽ tô lên nè Đó Đó khi mà Đức tô lên thì cái da các bạn nó được xử lý lại ha Các bạn có thể so sánh nè Before và after rất là đẹp ha Thì các bạn có thể linh hoạt các các bạn giảm opacity nha Tại vì những cái vùng ở sống mũi nè Hoặc là những cái vùng mà dưới môi á Các bạn nên để cái thông số thấp một tí xíu ha Hoặc là những cái vùng mà có cái độ khói á Thì các bạn đừng có làm quá tay á Thì nó sẽ Mất cái tính tự nhiên của gương mặt đi Nó làm cho cái gương mặt bạn bị bà tia các bạn Rồi, các bạn có thể so sánh lại một lần nữa ha Trước và sau khi các bạn xử lý lại nè Rất là đẹp luôn ha Cái da của mẫu nó rất là mịn và hoàn hảo ha Nó giữ lại cho các bạn những cái hạt da Rất là đẹp trên khuôn mặt luôn nè Rồi, một cái tính năng nữa Mình cảm thấy rất là ưu việt ở cái panel này Đó là tạo độ sâu cho bóng mắt ha thì ở đây các bạn sẽ chọn trở về layer background nha sau đó các bạn sẽ click vào tính năng là tạo độ sâu bóng mắt nè rồi thì ở đây nó cũng sẽ hiện lên một cái bảng hướng dẫn với các bạn ha nó nói nè vị trí bóng mắt là vẽ đẹp nói khu vực giữa phần trên của mắt và lông mày cần đánh phấn mắt bạn có thể dùng nó để vẽ eyeliner rồi bước 1 là dùng brush màu trắng điều chỉnh kích thước và độ cứng của cọ brush ha hai là giảm opacity ha 30% lưu lượng 30% ở đây thì các bạn có thể thay đổi những cái giá trị khác nhau không nhất thiết là các bạn phải theo nó rồi thứ ba là nhấn stop để bắt đầu ha nhấn stop ở đây Đức điều chỉnh cái opacity nó lại Đức để 30 luôn ha rồi thông thường á để tạo độ sâu cho bóng mắt á thông thường các bạn sẽ vẽ eyeliner tức là các bạn nhấn cái đường tiếp nối giữa trên cái 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 phần các bạn đánh cái phóng phủ cái nhũ mắt nè và cái lông mi á, là cái đường kẻ mắt các bạn các bạn thường các bạn sẽ đánh cái phần này ha các bạn cũng có thể nhấn một ít ở phần đuôi mắt nữa ha ở đây các bạn có thể đánh một tí xíu ở phần đuôi mắt cũng được ha Được vẽ hơi bị fail rồi ở đây Đức vẽ cái đường eyeliner nó hơi bị fail các bạn Thì nếu mà bạn nào chuyên về make up hoặc là những cái bạn nữ các bạn sẽ vẽ cái đường eyeliner này nó đẹp hơn Nhưng mà ở đây Đức vẽ hơi bị fail Thì các bạn thông cảm ha Thì ở đây các bạn có thể so sánh lại before và after Đó thì mắt của cô gái nó sẽ có cái độ sâu hơn hết các bạn Đó rồi ở đây nó cũng có tính năng á là các bạn thay đổi cái màu môi á làm cho môi nó hồng hơn nè ha. Đức cũng chọn về color background ha. Rồi Đức click vào cái tính năng là môi hồng nè. Thế đây nó cũng hiện lên một cái bảng thông báo nó hướng dẫn các bạn rất là đầy đủ ha. Top để bắt đầu nè. Rồi thì các bạn cũng dùng brush màu trắng các bạn tô lên cái color mask màu đen này ha. Đức điều chỉnh thông số là một tí xíu ha. Cũng chọn vào công cụ Brush ha Và chọn mà phọt ra là màu trắng Tô lên phần môi ha Do phần này á Cái môi của cô ấy á Nó có một cái phiết điểm ở đây nè Nên nó trông không được đẹp cho lắm ha Cái vành môi dưới á Nó bị Cái dạng như là nó bị Bị một cái sẹo á Rồi các bạn có thể so sánh lại before và after Thì cái môi của cô ấy nó được thay đổi cái màu sắc ha Ngoài ra để thay đổi cái màu môi này các bạn có thể sổ cái group này ra Rồi các bạn sẽ chọn vào cái Adjustment là Hue ha Double click vào mở cái bảng property của nó ra ha Trong cái thanh Hue này các bạn có thể điều chỉnh lại cái Màu môi Rồi, cái Saturation á, là cái độ rực màu á. Client là sáng tối ha. Do cái môi của cô này á, lúc nãy á nó không có cái độ bóng nên Đức sẽ tăng cái clarinet lên một tí xíu. Tạo cho cái môi nó có độ bóng á. Mỏng hơn ha. Các bạn so sánh lại Before và After. Rồi sang trường hợp thứ hai là Đức có cái stop của cái cô người mẫu này ha. Thì uh, Đức sẽ qua cái tab thứ hai cho các bạn xem. Cái tab thứ hai thì nó sẽ có một cái tính năng đó là da nhanh rồ. Và ở đây nó có tính năng là 18 cái cấp độ là mịn da khác nhau các bạn ha. Và xử lý da chuyên nghiệp có nghĩa là các bạn lơ feather và high pass. Rồi khử vùng bị vàng tối ha. Rồi với cái hình cô người mẫu này á Đức sẽ bỏ qua luôn cái công đoạn là làm sạch da ha. Đức sẽ lít vào cái tính năng là da nhanh rồ nè. Thì nó sẽ hiện lên cho các bạn một cái khung trên form. Thì các bạn sẽ điều chỉnh cái khung này á cho nằm trong cái phần da của mẫu ha. Có thể lấy luôn cái phần da cái phần ngực của cổ ở dưới tại vì nó cũng là da ha. Rồi khi mà các bạn điều chỉnh cái khung trên form này phù hợp rồi thì các bạn enter ha thì để bắt đầu cái panel này nó xử lý cho các bạn Rồi sau khi xử lý xong thì nó cũng sẽ tạo cho các bạn một cái layer mask ngược ha Và các bạn dùng brush màu trắng các bạn tô lên các bạn fix cái phần da bị lỗi ha Opacity các bạn có thể là để khoảng tầm 90 đến 100 Các bạn cũng chọn vào cái layer mask của nó ha Cái màu phọt rau đây các bạn để là màu trắng nha Đó các bạn tô và các bạn fix lại những cái lỗi những cái vùng ở cạnh mũi nè và những cái vùng ở môi á thì các bạn giảm opacity á thấp thấp một tí xíu ha để nó không làm bệt cái da của bạn á như bạn xử lý á các bạn xử lý cái vùng này xong á cái da của bạn nó không còn cái độ khói nữa cái gương mặt các bạn á nó mất đi cái độ khói ha các bạn cũng xử lý cái phần da ở cổ nữa nha các bạn lúc nãy các bạn có chọn vào cái phần da ở cổ á thì các bạn cũng xử lý luôn ha Rồi các bạn có thể so sánh lại before và after. Giá bạn nó được xử lý cũng như là fix những cái phiết điểm trên gương mặt rất là tốt ha. Thì trong cái tập 1 và tập 2 á thì hầu như nó sẽ tập trung chủ yếu vào là retest hình ảnh ha và đức sẽ giới thiệu với các bạn lần lượt những cái tính năng trong panel này nó còn rất là nhiều nữa nhưng mà vì thời gian nó có hạn nên đức sẽ chuyển qua cái tab uh, lên màu cũng như là những cái tab về typography chèn uh, những cái hiệu ứng ha rồi ở đây ví dụ như đức có cái stop của cô người mẫu đó đi ha đức chọn cái tab thứ ba nè trong cái tab thứ ba này nó có những cái bộ reset ha đức click vào là reset tổng hợp nè nó sẽ chia cho các bạn rất là nhiều những cái reset theo cái tông màu khác nhau ha. Trong trẻo nè, web din làm về ảnh cưới, rồi kỹ yếu nè ha. Nhật Bản, rồi về Trung Quốc, Hàn Quốc, phim ha. Lấy ví dụ như Đức muốn clean cái bức ảnh này theo cái phong cách đó là uh, Hàn Quốc đi ha rồi thì uh, trong cái tab hàn quốc này á nó sẽ chia ra cho các bạn rất là nhiều những cái tông màu ha lấy ví dụ như đức chọn cái tông màu đi ha lít vào nè giao diện camera raw nó sẽ mở ra ha thì ở đây các bạn có thể so sánh lại trước và sau nè lít và cái biểu tượng phía dưới ha các bạn có thể so sánh lại trước và sau khi mà clean màu này ha ngoài ra thì các bạn có thể điều chỉnh thêm những cái thông số dưới đây ha có thể là các bạn có thể làm đức giảm shadow đi nè nhưng hầu như á, là những cái tính toán mặc định trong reset á, nó cũng khá là đẹp rồi. Các bạn chỉ cần chỉnh là một tí xíu thôi ha. Rồi let's ok ha. Như vậy là các bạn vừa lên màu một cái bức ảnh cực kỳ nhanh chóng luôn ha. Theo như mình cảm nhận ha thì tông màu này rất là đẹp ha. Rồi phía dưới này á, là những cái tab về typography. Hot trên là những cái typography thịnh hành nè ha. Cũng rất là nhiều. Tab 1 nè, tập 2 nè rồi ở đây nó chia theo từng cái chuyên đề về kỹ yếu nè về ảnh cưới về tiếng anh về tiếng nhật nè trung quốc rồi hàn quốc nè ha lấy ví dụ như đức đang lên màu hàn quốc thì đức click vào korea ha rồi chọn một cái typography bất kỳ chọn bừa đi ha đó rồi trên t hiện lên cái khung trên form là các bạn có thể điều chỉnh lại ở đây Đức cũng gọi là mù mịt tiếng Hàn Quốc các bạn Tiếng Anh thì còn đỡ đỡ, tiếng Hàn Quốc là mù mịt luôn Thì ở đây cũng có một cái sự việc khá là vui Một cái tai nạn nặng nghề nghiệp của một cái bạn Đó là khi mà bạn làm cảnh cưới, cảnh cổng chào á Thì các bạn để một cái typography tiếng Hàn Quốc Và khi mà dịch ra cái nghĩa của cái typography này có nghĩa là hợp đồng ly dị Thì khi mà các bạn làm ảnh cưới thì các bạn cũng nên chú ý là mình biết chắc cái từ đó thì mình há chèn vào ha còn không biết chắc ha, thì các bạn nên tham khảo trên internet trên google ha để tránh ra những cái tai nạn nghề nghiệp như thế rồi tiếp theo nữa một cái tính năng rất là nổi trội mà mình cảm thấy rất là thích ở đây đó là cái tính năng bo viền 3 d ha bạn lít vào nè đó thì đây là những cái kiểu bo viền nó đã có sẵn nha các bạn ha rất là nhiều kiểu luôn rồi bên đây nó cũng có rất là nhiều nè ha tab 1, top 2 nữa nè nhiều quá không biết lựa chọn lấy bừa đạn cái đi ha Ôi cái hiệu ứng này khá là đẹp nè đó đó thì đây là cái hiệu ứng bo viền 3D ngoài ra thì nó còn có rất là nhiều những cái tính năng khác nữa thì đức sẽ giới thiệu lần lượt với các bạn trong những video tiếp theo ha tại vì hiện tại thì video này cũng khá là dài rồi và để sở hữu nghe panel xịn sò cũng như là hữu ích này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với anh chí nguyễn cũng như là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình ha hoặc là đơn giản các bạn có thể xem những cái thông tin về sản phẩm dưới cái phần description có nghĩa là cái phần mô tả video này trên kênh youtube thì các bạn có thể biết cách thức để các bạn có thể sở hữu cho mình được panel này nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn có thể liên hệ hoặc là inbox trực tiếp với mình mình luôn luôn tiếp nhận những ý kiến đóng góp của các bạn rất cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ những video của đức xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế